đây. Năm nay nó ít trái năm rồi các bạn. Nó cũng ra nhiều con lắm mà, tại vì nó nóng xong rồi nó vừa nó u lên lạnh cái nó rụng bớt nhiều lắm. Đây cũng còn rất là nhiều. Lâu lắm mà mình không quay cái clip, mình cũng bận quá. Bữa nay thấy lòng nó có chín đây nè, mình quay cho các bạn coi. Cây bên đây thì trái hơi nhỏ. Ngọt lắm các bạn nha. Ngọt hơn thanh long mình mua ở chợ. Ở chợ nó bán thì trái lớn hơn nhà mình lắm. Nhưng mà ăn không có ngọt bằng trái ở nhà mình. Còn cây này là cây mật gấu. Chỉ có cho mình đem về trồng mà trồng nó cũng lớn nè, cũng chưa có xài thử. Có lần là nấu uống thử nó nhẫn nhẫn rồi mà nó ngọt ngọt. Và tiếp tục ở thanh long, ở bên đây mình còn mấy bụi nữa. Và cái trái nó cũng được chứ không có nhỏ lắm, cũng lớn. Năm nào nó cũng có trái chứ cũng ăn cũng đỡ ghiền các bạn, nó cũng ngọt lắm. Ở bên đây là mình bao lại là thì nhà có mấy con sóc các bạn, sợ nó ăn nên gọi nó ăn nhiều lắm. Năm nay lúc mình bao là bây giờ nó chưa thấy nó ăn. Mở các bạn coi. Cũng có trái, nó ít trái mà cũng lớn chứ không có nhỏ lắm. Ở đây nữa nè, trái này nó chín rồi nè. Tại vì mình không có bẻ sớm, mình để chừng nào mà nó khô cái đầu này thì cái trái nó mới ngọt. Còn ở ngoài chợ thì mình nghĩ chắc nó bẻ hơi sớm thì thấy nó cái này nó còn xanh lắm. Lúc trước mình có mua về ăn thử nó không có ngọt, nó chua quá. Ở nhà mình cũng bẻ thử mấy trái mà này ăn thử đó, nó cũng chua lắm. Bởi sao mình biết, mình để cho nó khô thì nó khô. Ở ngoài nó gâu này nó khô rồi là nó ngọt à. Đây mình có cây chuối nữa các bạn. Xin bà chỉ với lót đem về trồng, bây giờ nó đẻ ra được hai con rồi nè. Nhưng mà chưa thấy có bụi chuối. Chưa thấy có bắp chuối. Đây là cái táo tàu mà ở bên chùa thì nó ngã qua chứ không phải nhà mình không có trồng cái này. Các bạn thấy nó nhiều chứ là không ngon chưa. Trái dễ sợ. Trái nhiều thôi chứ ăn không ngon. Và mình đã trái nữa. Trái dễ sợ trái luôn. Đây là cái nhãn. Đây là cái nhãn cũng xin bà chị ở dưới lót á. Tại vì cũng được 2-3 năm mà nó không có tốt bằng ở dưới.
ở dưới của bà chị và trái dữ lắm rồi đó, mà trên này mình mới ra cái này nó cũng rụng nhiều quá. Đây cũng có một nhánh này cũng hơi khá khá trái, các bạn coi cái lá nó bị vàng ở trên, trên này cũng trái mà nó lúc đầu nó ra bông thì bông dữ lắm, sau mà nó gần tới trái cái nó rụng mới nhiều. Mình còn để giống chậu là mình chưa có đem xuống đất nữa. Còn đây là cây hồng, cây hồng thì ôi năm nào cũng trái quá trời trái luôn, mà nó khổ cái nó trái nó nhỏ nó không được bự, trái dữ lắm. Dưới này là trái mà nó quằn nó chơi cái nhánh luôn. Trái quá trời trái. Cái nhánh nó nhỏ xíu mà nó chịu đâu có nổi đâu. Vợ mình nó xài cái này nhiều lắm, nó cắt vô nó nấu chè ăn rồi nó ở lồ nhà mình. Ở nhà mình thì có nhiều cái ở lồ lắm, mình trồng nhiều lắm. Ở đây các bạn bỏ mình trồng nhiều để nhà xài. Cái này ở ngoài chợ mua thì cũng có, nhưng mà nhiều khi mình làm biếng, nhiều khi cần xài một chút cái mình cắt một chút thôi. Này thì mình mới để xuống hồi trong năm nay à, nó cũng mới bắt gốc cho nó chưa có nó tốt mấy. Đây là cây chanh nhà mình các bạn. Ai mà nhìn cái cây này mà nói cây chanh các bạn, mình tưởng cây bự không? Còn cái nào cho nó bự cho bá luôn. Cái này thì ai nói cái này chanh. Nó thì nó thật nó vỏ nó dày giống như bưởi kia các bạn, nhưng mà nước dữ lắm. Không biết trái sao nó bự dữ, nó lai giống gì mà nó bự. Nhìn tướng bưởi không? Cái này cũng bự bằng trái bưởi lúc mà nó nhỏ chứ mà. À, nắm tay của mình. Đây hai trái. Đây là một cặp bưởi. Chanh này nhìn nó trang như bưởi, nó bự bá luôn. Cái này là cây bơ, mình mới mua về trồng năm rồi, mà năm rồi thấy nó không tốt mấy, giờ năm nay như nó ăn đất rồi nè, giờ thấy tốt. Và quay thanh long cho các bạn coi, còn bên đây một mớ nữa nè, nó chín nữa các bạn, rồi nó ra một đợt mới nữa, nó ra thêm đợt mới nữa mà nó bị giống như trời nóng đó. Rồi xong rồi nó ui lạnh lên cái nào nó hư hết trơn à. Nè, các bạn thấy không, đây đây con trái nè, hôm gà nó hư gì nhiều đó các bạn, nó ra bự gì đó mà nó còn hư vàng hết à. Vàng này nó rụng luôn à. Cái này thì nó thích nóng lắm, nó trời lạnh nó ngán. Các bạn đây nó ra một, nó ra cái nhánh nhiều cái trái mới nữa các bạn thấy không. Nó ra rất là nhiều trái mới, nhưng mà tại vì hôm ngày đang nóng ngon lạnh, giờ u xuống lạnh cái là nó rụng hết trơn. Nè các bạn, đây trái hư nè.
bự gì nó còn rụng. Dưới đây thì nó ra thêm một đợt mới nữa các bạn. Đây. Cái này thì còn cái này bự thì chắc không có hư rồi. Này trái đây. Nè các bạn, ở dưới này nó ra thêm một đợt mới nữa nè. Cái này chắc mình nghĩ nếu mình nắng thì nó lớn được, còn không nắng nó hư chưa. Cái này nó bị giống như trình nắng nó bị nám gì. Đây con trái bị đây. Wow, trái nó bự quá. Wow, nó quá bự. Các bạn thấy cái bông nó có mấy con kiến gì nó bu nè, đen hết trơn. À, lúc mình xịt nước là mình xịt nó rớt xuống hết rồi đó, giờ nó bu lên nữa. Nó ra lại thêm trái như ấy cũng nhiều, trái bông mà nó ra cái bự bự rồi nè. Có con bông lỡ rồi sáng rồi tối à. Cái này bông này thì nó nở bằng đêm, bằng một đêm thôi à. Nó hư à. Một đêm là nó vàng xuống. Hôm nay bên đây ít trái, năm rồi trái dữ lắm bên đây. Mình tính năm tới mình chặt cái này bỏ hết, mình làm lại cái vàng khác. Thì ở đây quá nhiều, cái này nó đầy quá, bữa sợ sập cái Vietnam World của mình. Chắc năm tới mình chặt cái này bỏ, mình làm lại cái bụi tốt mới khác. Ở đây bạn, đây cái bông này nó nở tối hôm qua nè. Đây mở đêm qua. Mình mở này ra luôn. Năm nay sốc nó quá ăn. Wow, trái này cũng bự quá nè. Wow. Đây cái bông này mới nở rồi tối. Nó chỉ nở ban đêm thôi, sáng nó rụi. Đợt xa nó cũng ra bông nhiều. Đây các bạn, đây một cái bông bị hư nè. Không thấy không, bự gì mà hư. Này bự gì mà còn hư. Cái này kỹ quá. Đây nữa rồi, trong này bao lại. Thì bên đây nữa. Chả nó bự quá ha. Rồi đó các bạn, thanh long ở nhà mình bao nhiêu đây đó. Nó cũng ra nhiều trái mới lắm, ra nhiều bông lắm. Đợt sau mình nghĩ nó cũng nhiều lắm, mình thấy bông quá trời quá đất luôn. Mà cũng hy vọng nó còn nóng thêm thời gian lâu lâu chút cho nó thành cái trái rồi á. Nếu mà khi nó nở bông rồi thì nó không có hư đâu. Các bạn thấy không, còn bông quá trời luôn. Này các bạn thấy không, ở đây nữa này nó ra và mấy trái mới nữa các bạn thấy không nè. Wow. Nó ra nhiều quá ở đây nè, tại vì
nó màu xanh xanh các bạn, mình cũng khó thấy lắm nè. Hồi mình nhìn đứng một hồi là nhìn nó thấy hết à, ra nhiều quá nè. Cái này là mình chặt bỏ hoài luôn á, mình cắt cái đọt nó ra nhìn dữ lắm, mình cắt hoài bỏ chứ không cắt cái này nó ra chỗ này nó không có đường đi luôn. Đang cháy nè, thôi clip tới đây cũng hết các bạn ha. Tại mình thấy mấy thanh long nó ấy là mình quay cho các bạn coi đỡ buồn. Lần sau có gì mình quay cho các bạn coi tiếp nha. Sorry các bạn không gặp, không quay clip, không gặp mình bận quá, mình không có quay được clip nhiều, lâu lắm mình không có quay. Bữa nay thứ bảy, chúc các bạn một ngày vui vẻ bên gia đình. Chào các bạn, hẹn gặp lần sau nha.